Rất vui mừng được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, trang điểm làm đẹp để có một diện mạo cuốn hút hơn luôn là nhu cầu và mong muốn của phái đẹp. Thế nhưng các chị em phụ nữ vẫn chưa biết lựa chọn cho mình một phương pháp làm đẹp phù hợp với bản thân, đặc biệt là cải thiện hàng chân mày của mình. Và xoay quanh chủ đề này, chuyên gia của chương trình sẽ đưa ra cho quý vị những lời khuyên hữu ích. Xin được giới thiệu chuyên gia làm đẹp Kim Anh đến từ phun xăm tự nhiên Chan Skin. Chào MC Mỹ Hạnh, chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Vâng ạ, rất cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên dành cho chị đó chính là hiện nay thì phương pháp làm đẹp lông mày đang là xu hướng được các chị em quan tâm và rất muốn được trải nghiệm. Tuy nhiên thì các chị em còn đang băn khoăn giữa những phương pháp làm đẹp lông mày. Vậy thì là một chuyên gia đã ở trong lĩnh vực làm đẹp lâu năm, chị có thể chia sẻ có những cái phương pháp nào cũng như là ưu nhược điểm của chúng không ạ? Khoảng từ năm 8-9 năm đổ về trước thì ở Việt Nam nổi lên cái công nghệ phun dán bột. Tức là mình sẽ đi những cái đường mực như kiểu mình dùng chì để mình kẻ lông mày. Nó thay thế cho việc mình phải kẻ lông mày mỗi sáng. Tuy nhiên thì theo thời gian thì nó có những cái xuất hiện những cái nhược điểm. Đấy là nó đưa nhiều mực xuống da. Và khi các chị em muốn làm những cái phương pháp khác thì phải xóa và hút mực. Đồng nghĩa với cái việc là khi mà mình đưa nhiều mực xuống da như vậy thì cái nét mày nó không còn cái sự tự nhiên nữa. Tiếp đến là một cái trào lưu nữa, đấy là làm đẹp lông mày bằng điêu khắc sợi. Nó khá là hiện đại so với cái thời bấy giờ. Từ một cái chỗ mà rất là nhiều mực đến tạo những mô phỏng những cái sợi như thật. Tuy nhiên thì điêu khắc thì phải dùng bằng dao. Thì khi mà mình dùng dao để tạo sợi thì nó sẽ gây ra những cái vấn đề như là cái sợi lông mày nó không được tự nhiên, trên cùng một sợi nó không có chỗ đậm, chỗ nhạt, và cái sự tổn thương nó là quá lớn khi mà mình dùng dao để mình khắc sợi trên lông mày. Đến thời điểm này thì đã xuất hiện một cái phương pháp gần như là khắc phục tất cả những cái vấn đề của những cái năm về trước. Đấy là cái phương pháp mà tạo sợi bằng máy kỹ thuật số. Thì cái này nó siêu nhỏ, nó chỉ dùng một cái mũi kim nhỏ nhất trên thế giới. Và những cái người chuyên viên phun xăm thì phải vô cùng khéo léo để có thể điều khiển được cái mũi kim siêu nhỏ như thế, vẽ những cái sợi lông mày, mô phỏng nó y như thật. Và cái đặc điểm nổi trội của cái phương pháp tạo sợi mới bây giờ đấy là mình có thể tạo được những khoảng đậm nhạt trên cùng một sợi lông. Mình Mỹ Hạnh có thể thấy là trên cái sợi lông mày thật đó thì sẽ gốc lông nó đậm và ngọn lông nó nhạt. Thì chúng mình, những cái chuyên viên trong ngành phun xăm sẽ mô phỏng một cái sợi lông thật có chỗ đậm, có chỗ nhạt, có sự chuyển màu trên cùng một cái lông mày. Nó như một cái, nó mô phỏng như một cái đôi lông mày đẹp tự nhiên. Và cái điều mà ưu điểm lớn nhất của cái phương pháp này đó là nó đẹp ngay khi vừa làm xong. Nó đẹp và tự nhiên như thật luôn. Dạ vâng ạ, các chị em phụ nữ của chúng ta hiện nay thì ngày càng thích xu hướng tự nhiên. Chị vừa nhắc tới phương pháp tạo sợi lông mày tự nhiên, vậy thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn về phương pháp này ạ? Theo mình, với góc độ là một chuyên gia thì mình thấy là nên đề cao sự tự nhiên. Cái phương pháp tạo sợi lông mày tự nhiên sẽ cá nhân hóa trên cái lông mày, dựa trên một cái đôi chân mày nguyên bản, và chuyên viên về tạo sợi sẽ phải quan sát cái đôi lông mày thật của, ví dụ như là của Mỹ Hạnh đi, thì xem là cái chiều lông mọc cái phần đầu như thế nào, cái phần thân như thế nào, cái phần đuôi như thế nào. Từ đấy mà mình lên những cái thiết kế riêng cho cái đôi chân mày đấy, sẽ pha màu mực dựa trên cái tông da lông mày thật để làm sao khi mà cái sản phẩm cuối cùng ra đời á, thì nó vô cùng hài hòa trên cái khuôn mặt, nó hài hòa từ màu sắc, form, dáng, sợi, đẹp tự nhiên như thật và người đối diện khó mà biết là đi phun xong. Dạ vâng ạ, vậy thì chị có những lời khuyên nào dành cho những quý vị khán giả đang mong muốn cải thiện hàng lông mày của mình không ạ? Thì khi mà chị em đi làm đẹp chân mày thì mình khuyên là nên đặt cái tiêu chí đấy là tự nhiên lên hàng đầu. Khi mà mình có một cái đôi chân mày tự nhiên thì nó phù hợp với mình từ lúc ngủ dậy đến lúc đi ngủ. Cái khuôn mặt mình nó không bị dập khuôn, nó không bị cứng nhắc, nó phù hợp với cái xương mặt của mình, với cái độ tuổi của mình. Mình nên tham khảo ý kiến chuyên gia về cái đôi chân mày gốc của mình. Đối với chị em mà đã nhiều lông mày thật, mình chỉ tạo sợi trên những cái phần lông bị khuyết để tạo nên một cái form dáng mới, giúp mình đẹp, tự nhiên, có thể là đi làm không phải kẻ. Rất cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ chị Kim Anh của phun xăm tự nhiên Chan Skin.
Quý vị thân mến, hy vọng rằng với phần tư vấn vừa rồi, quý vị đã có thêm những kinh nghiệm trước khi chúng ta quyết định làm đẹp hàng lông mày của mình. Còn bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Đẹp 24/7.